Kính lạy ông, hôm nay ngày giỗ ông, tôi kính dâng một nén hương từ đáy tim của mình. Một người lính Cộng hòa nhớ về ông vì tổng thống miền Nam, nhờ ngự cõi xa vời nơi không còn hận thù, và lòng tôi nhớ lời người đã nói, lời nói ngày ấy sẽ truyền ngàn thế. Vẫn không quên những gì ông đã làm khi ông còn tại vị. Ông thường ra chiến trường vinh danh những đơn vị sau những lần chiến công. Ông là người thường dân, cũng nhờ ông người dân phải có ruộng, thương phê bình có nhà. Vẫn còn đây con dân người quốc gia, luôn nhớ ông vẫn nước suy, đành phải xa xứ mình. Chiều người lính Cộng hòa với niềm đau vì đã mất miền Nam, giờ này nỗi đau còn câu ông tặng đồng bào là đừng nghe những gì Cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm. Vẫn không quên những gì ông đã làm khi ông còn tại vị. Ông thường ra chiến trường vinh danh những đơn vị sau những lần chiến công. Ông là người thường dân, cũng nhờ ông người dân cày có ruộng, thương phê bình có nhà. Vẫn còn đây con dân người quốc gia, luôn nhớ ông vẫn nước suy, đành phải xa xứ mình. Chiều người lính Cộng hòa với niềm đau vì đã mất miền Nam, giờ này nỗi đau còn câu ông tặng đồng bào là đừng nghe những gì Cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm. Là đừng nghe những gì Cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản nói.